Vâng, xin chào các bác đến với kênh Kia Xe Đạp. Và hôm nay em sẽ giới thiệu các bác một siêu phẩm carbon mang thương hiệu của Pháp, Chopic Milan. Vâng. Vâng, và khi các bác đánh xe Chopic by Milan thì nó sẽ hiện ra rất nhiều trang web của chiếc xe này. Vâng, và đây là một trang web của châu Âu giới thiệu về chiếc xe này. Carbon Chopic Milan 700C Road Bike các bác nhé. Hiện tại chiếc xe đang bán là 1.399 euro. Vâng, như các bác thấy thông số của xe đây, carbon 2.0 TC. Xe nặng là 8,49 kg. Full đồ 105. Vâng. Và bộ vành của nguyên bản của xe là Shimano, nhưng mà xe của em đã được nâng cấp lên bộ Mayer Carbon các bác nhé. Mayer Carbon cối nổ. Vâng, và giá chiếc xe mua mới rơi vào tầm 42 triệu các bác nhé. Vâng. Vâng, và đây là chiếc xe của chúng ta. Xe được trang bị nước sơn màu trắng xám các bác nhé. Theo đánh giá chiếc xe này trên 90%. Chiếc xe này cực mới, khung carbon toàn phần, khung càng carbon, cọc yên carbon. Và chiếc xe đặc biệt được trang bị dây âm sườn toàn bộ. Rất ít xe được trang bị dây âm sườn toàn bộ các bác nhé. Từ đây xuống đây luôn. Vâng. Dây âm sườn kéo dài hết bên trong khung. Khung khí động học. Và khung khí động học là gì? Là tối giản nhất là lực gió, lực đẩy của gió, giúp cho xe lướt hơn, nhanh hơn và xe có độ nhẹ hơn. Chopic Milan, các bác có thể lên Google để search thêm về chiếc xe này. Một chiếc xe carbon toàn phần. Đây là chữ ký của nhà sản xuất. Những chiếc xe của Chopic thì họ thường ký lên đây. Trên khung có ghi carbon này. Khung dẹp các bác nhé, giúp hạn chế nhất lực đẩy của gió. Cọc yên carbon, cọc yên dẹp luôn. Yên này, yên rất là mới các bác nhé. Vâng, và chiếc xe về qua một cái máy đo GPS, đo tốc độ luôn, đo quãng đường đi của xe. Các bác có thể về mua về và nghiên cứu về chiếc máy này. Đây có cả độ C đây. Và chiếc xe này rất là cao cấp, được trang bị full bộ chuyển động của 105. Đây bộ tay lắc của Shimano 105 đây, các bác có thể thấy. Tay lắc rất mới các bác nhá. Chiếc xe rất ít đi. Đây tay lắc bên lip. Bộ tay quấn thì cũng khá đẹp, rất đẹp đây. Ghi đông cổ phốt nguyên bản Chopic các bác nhá. Bên này bên đĩa. Đây là lần đầu tiên em được về một chiếc xe mà được trang bị Mayer Carbon. Mayer Carbon cối nổ của đây. RXR đây. RXR 3.0 Carbon Fiber. Vâng. Có thể lên Google để search thêm về
về chiếc Mayer này. Một đôi Mayer bạc đạn carbon phối nổ. Phối nổ các bác. Chiều rất to. Đùi đĩa của Shimano 105. Shimano 105. Gạt đĩa của Shimano 105 đồng bộ theo xe. Đây là phanh Shimano 105. Củ đè cũng của Shimano 105. Vâng, xe được sử dụng nguyên một bộ group của Shimano 105. Vâng, và hình thức xăm thì còn lốp còn rất là mới đây. Vâng, thông số lốp là 700C các bác nhá. Phanh nguyên cặp của RTR. Đây là một chiếc xe rất là đẳng cấp, mới nhất về tại cửa hàng em. Xe khung carbon, sử dụng nguyên bộ group của Shimano 105. Xích và lít rất là mới các bác nhé. Được sử dụng 2, 4, 6, 8, 10, 11, 11 tầng lít. Và đùi đĩa 2 tầng cho xe 22 tốc độ. Bây giờ sẽ đo size đứng của xe. Vâng, xe có size là 48. Phủ các bác từ 1m6 đến 1m7. Đến 1m72 có thể đi vừa chiếc xe này. Vâng, bây giờ sẽ test chuyển động của xe. Như các bác thấy xích lip rất là mới đây. Lên lip sử dụng nguyên bộ group của Shimano 105. Mayer carbon bạc đạn phối nổ. Chuyển động rất tốt các bác nhé. Vâng, xuống nhịp. Chuyển động rất là trơn tru. Hầu như những chiếc xe sử dụng group của Shimano 105 thì rất là ít lỗi. Gạt đĩa của Shimano 105. Đùi đĩa 2 tầng của 105 luôn. Xuống đĩa. Lên. Vâng. Mayer kêu rất to. Vâng, sẽ điểm lại cấu hình của xe. Sử dụng nguyên bộ group của 105. Dây âm sườn toàn bộ. Khung carbon toàn phần. Và đấy là bộ máy đo tốc độ. Máy đo carbon. Vâng, và em vừa dính xong chiếc xe siêu phẩm Chopic Carbon Milan các bác nhá. Và chiếc xe được bán tại cửa hàng em mức giá là 18.900.000, miễn phí ship toàn quốc vào 1 năm. Các bác quan tâm hãy nhắn tin Zalo 0975 709943 để xem những hình ảnh chi tiết nhất về chiếc xe. Lên YouTube, nhấn theo dõi kênh Kiên Xe Đạp và nhấn vào chiếc chuông để xem những chiếc xe mới nhất, đẹp nhất về tại cửa hàng em. Xin chào, cảm ơn các bác theo dõi video. Vâng, và bên em cũng kinh doanh mua bán chuyên về đồng hồ Nga, Thụy Sĩ, Nhật, Cổ. Vâng, bác phải thấy rõ rất nhiều đồng hồ Thụy Sĩ, Nga, Nhật, Cổ bên em. Đây, rất là nhiều đồng hồ Nga, Thụy Sĩ, Nhật, Cổ bên em. Và các bác lên và các bác lên trên YouTube tìm Kiên Đồ Cũ, đồng hồ chuyên đồng hồ Nga, Thụy Sĩ, Nhật, Cổ. Và các liên hệ theo cái số điện thoại Zalo 0936 050 424 và nhấn đăng ký theo các kênh.
mà liên hệ theo số Zalo để được tư vấn chi tiết hơn.